Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Việt Nam Express, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova vừa đăng trên Telegram về việc Kiev nhận đảm bảo an ninh từ G7. Cụ thể, bà Maria viết, cái giá Ukraine phải trả chẳng có gì là bí mật, đó là vũ khí phương Tây sẽ khiến đất nước Ukraine vắng bóng người Ukraine. Họ sẽ chỉ còn lại đủ số người để phục vụ quân đội NATO. Ukraine không cần phải trục xuất bất kỳ ai đến Tây Âu để lao động cưỡng bức nữa, vì mọi người đã tự chuyển đến đó. Bình luận của bà Zakharova được đưa ra sau khi G7 gồm các nước Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada công bố khuôn khổ để từng quốc gia thiết lập thỏa thuận song phương với Kiev, nêu chi tiết các loại vũ khí họ sẽ cung cấp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. G7 khẳng định sẽ cung cấp thiết bị quân sự hiện đại trên bộ, trên không và trên biển, huấn luyện cho các lực lượng Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời tiếp tục đối phó Nga bằng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Điện Kremlin gọi các đảm bảo an ninh mà phương Tây dành cho Ukraine là sai lầm nghiêm trọng và nguy hiểm. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, bằng cách cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, họ làm suy yếu an ninh của Nga và sẽ khiến châu Âu trở nên nguy hiểm hơn trong nhiều năm tới. Ông Peskov nói thêm rằng, Nga không thể dung thứ cho bất kỳ điều gì đe dọa an ninh đất nước và kêu gọi các chính trị gia phương Tây nhận ra những rủi ro gắn liền với việc cung cấp cho Ukraine những đảm bảo như vậy. Đồng thời, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, động thái đó gây nhiều hậu quả tiêu cực về trung, dài hạn và thậm chí là ngắn hạn. Và tất nhiên họ sẽ gây bất lợi cho chúng tôi, điều mà chúng tôi sẽ tính đến và ghi nhớ trong tương lai. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine gọi đảm bảo an ninh từ G7 là thành công có ý nghĩa. Điều này rất quan trọng. Lần đầu tiên kể từ khi giành được độc lập, chúng tôi thiết lập nền tảng an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập NATO, ông Zelensky nói. Từ khi Nga mở chiến sự ở Ukraine hồi tháng 2, 2022, các nước phương Tây đã tích cực viện trợ lượng lớn đạn dược, vũ khí cho Kiev. Moscow nhiều lần chỉ trích hành động này của phương Tây chỉ đẩy xung đột lên cao và không tìm được hướng giải quyết. Các nước G7 công bố khuôn khổ an ninh dài hạn cho Ukraine, khẳng định sẽ hỗ trợ Kiev đến tận cùng trong cuộc xung đột với Moscow. Cụ thể, vào hôm 12 tháng 7, G7 đã đưa ra tuyên bố, hôm nay chúng tôi đang khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine để chính thức hóa sự hỗ trợ lâu dài của chúng tôi, khi Kiev đang bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tái thiết nền kinh tế, bảo vệ công dân và theo đuổi hội nhập vào cộng đồng châu Âu, Đại Tây Dương, ghi nhận của báo Việt Nam Express. G7 gồm các nước Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada. Kế hoạch của G7 cung cấp khuôn khổ để từng quốc gia thiết lập thỏa thuận song phương với Kiev, nêu chi tiết các loại vũ khí họ sẽ cung cấp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Các nước G7 khẳng định sẽ cung cấp thiết bị hiện đại trên bộ, trên không và trên biển, huấn luyện cho các lực lượng Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời đối phó Nga bằng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Trong trường hợp chiến sự hiện nay kết thúc và hòa bình được lập lại, G7 tuyên bố sẽ nhanh chóng hỗ trợ quân sự cho Kiev để ngăn Nga bắt đầu một cuộc chiến khác. G7 cho biết họ cũng sẽ tìm cách củng cố sự ổn định kinh tế của Ukraine thông qua các nỗ lực tái thiết và phục hồi, đặc biệt là thúc đẩy an ninh năng lượng. Sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ kéo dài trong tương lai, đó là tuyên bố mạnh mẽ về cam kết của chúng tôi với Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12 tháng 7 phát biểu cùng lãnh đạo các nước G7 và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Đổi lại, Ukraine cam kết tiếp tục thực hiện các cải cách, bao gồm các lĩnh vực như thực thi pháp luật, chống tham nhũng và quản trị doanh nghiệp. Tổng thống Ukraine gọi đảm bảo an ninh từ G7 là thành công có ý nghĩa. Ukraine nhận được những đảm bảo trong quá trình gia nhập NATO. Phái đoàn Ukraine đang mang về chiến thắng quan trọng, ông Zelensky nói. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ thất vọng khi NATO không đưa ra lời mời Ukraine gia nhập trong hội nghị thượng đỉnh từ ngày 11 đến 12 tháng 7. NATO cũng không đưa ra thời gian biểu cụ thể cho lộ trình gia nhập của Ukraine. Trong cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine, ông Biden nói rằng Mỹ đang làm mọi thứ có thể để đáp ứng nhu cầu của Kiev. Khả năng hồi phục và sự quyết tâm của Ukraine là hình mẫu cho cả thế giới. Tôi mong tới ngày tổ chức cuộc họp với Ukraine trong vai trò là thành viên NATO, Tổng thống Mỹ nói. Thông tin từ báo Dân Trí, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 12 tháng 7 cho biết Kiev cần thể hiện sự biết ơn đối với các lô vũ khí họ được viện trợ và điều này sẽ giúp thuyết phục các chính trị gia phương Tây cung cấp nhiều vũ khí hơn. London là một trong những bên ủng hộ vũ khí tích cực nhất cho Kiev kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra hơn một năm trước. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tuyên bố rằng
nước này và các đồng minh sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Wallace cảnh báo rằng Ukraine cần phải thuyết phục các nghị sĩ Mỹ và những chính trị gia còn đang nghi ngờ ở các nước rằng việc viện trợ vũ khí cho Kiev là xứng đáng. Ông Wallace nhắc lại chuyến thăm hồi năm ngoái tới Ukraine, nơi chính phủ Kiev đã đưa cho Bộ trưởng Anh một danh sách vũ khí mà Kiev cần. Bạn biết đấy, chúng tôi không phải là Amazon. Tôi đã nói với họ như vậy khi tôi phải đi xe 10 giờ đồng hồ tới Ukraine để được nhận một danh sách vũ khí. Ông nói, đề cập tới công ty bán lẻ hàng đầu thế giới của Mỹ. Sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra những phát biểu mềm mỏng hơn những chỉ trích trước đó nhằm vào NATO. Ông cho rằng kết quả của thượng đỉnh NATO vẫn có những điểm tốt, dù liên minh chưa gửi lời mời chính thức để Ukraine gia nhập khối. Ông nhấn mạnh đã nhận được tin tức tích cực về các gói hỗ trợ phòng thủ từ đồng minh. Tổng thống Ukraine nói thêm, ông không hiểu bình luận của Bộ trưởng Wallace về sự biết ơn. Chúng tôi luôn biết ơn Vương quốc Anh, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng vì họ luôn ủng hộ chúng tôi. Tôi không biết ý cô ấy là gì và chúng tôi nên tỏ ra biết ơn như thế nào. Có thể Bộ trưởng muốn điều gì đó đặc biệt, nhưng sự thật là chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời. Ông Zelensky nhấn mạnh. Chúng tôi luôn biết ơn. Tôi thực sự không biết làm cách nào để bày tỏ sự biết ơn. Chúng tôi có thể thức dậy mỗi buổi sáng và gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Anh. Mong ông ấy có thể cho tôi biết cách nào để thể hiện lòng biết ơn. Tôi sẽ làm điều đó, Tổng thống Ukraine nói. Theo Bloomberg ngày 12 tháng 7 đưa tin, NATO đã thúc đẩy các kế hoạch mở rộng nhằm đối phó với Nga, củng cố triển vọng trở thành thành viên trong tương lai của Ukraine và đảm bảo một thỏa thuận đột phá với Thụy Điển sẽ hoàn thành việc mở rộng về phía Bắc, thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị. Cụ thể, trong cuộc gặp tại thủ đô Vilnius của Litva, các nhà lãnh đạo NATO cam kết sẽ mời Ukraine gia nhập khối khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng, với một quá trình gia nhập được đẩy nhanh. Các nhà lãnh đạo cũng mở rộng gói viện trợ mới cho chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong thời gian dài và thiết lập các cấu trúc để phối hợp chặt chẽ hơn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, trong cuộc họp báo kết thúc ngày đàm phán đầu tiên, những gì chúng tôi đã đồng ý là một chương trình rất quan trọng giúp đưa Ukraine xích lại gần NATO hơn. Chưa bao giờ có một thông điệp mạnh mẽ hơn từ NATO vào bất kỳ thời điểm nào. Thông điệp đó cũng được áp dụng cho việc mở rộng khối với các quốc gia Bắc Âu của Liên minh. Thủ tướng Phần Lan Sauli Niinisto lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh với tư cách là thành viên đầy đủ và ông đã tham gia cùng với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ sự phản đối với đơn đăng ký của Stockholm vào đêm trước cuộc đàm phán. Việc bổ sung thêm Phần Lan và Thụy Điển vào Liên minh sẽ làm tăng đáng kể khả năng của NATO trong việc hỗ trợ ba thành viên vùng Baltic khi xung đột xảy ra. Trong một sự ủng hộ khác dành cho Ukraine, nhóm G7 dự kiến sẽ đưa ra các cam kết an ninh bổ sung cho Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh với mục đích ngăn chặn Nga tấn công trở lại trong tương lai. Sự phát triển xây dựng một khuôn khổ an ninh mới đã xuất hiện kể từ năm 2022 trong nỗ lực đáp trả cuộc tấn công vào Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin, với việc Phần Lan và Thụy Điển từ bỏ hàng thập kỷ trung lập và các đồng minh NATO tăng cường phối hợp với Kiev sau khi vận chuyển xe tăng, tên lửa và các loại vũ khí khác trị giá hàng tỷ USD. Ý tưởng của Putin về vùng đệm giữa Nga và phương Tây đã đi vào lịch sử. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.